Từ sáng ngày 14 tháng 5, các di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn đã mở cửa đón khách trở lại sau một thời gian tạm đóng để phòng dịch COVID-19. Chúng tôi đã cho tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ di tích, rồi chuẩn bị đầy đủ từ nước rửa tay, rồi đảm bảo cái việc mà đo thân nhiệt cho du khách, cũng như là hướng dẫn anh em để hướng dẫn bà con xếp hàng cách đi 1 mét để đảm bảo phòng dịch. Ưu tiên hàng đầu trong việc mở cửa trở lại là đảm bảo vấn đề phòng chống dịch bệnh. Tại cổng vào, trung tâm đã bố trí máy đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn phục vụ du khách. Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám tiếp tục phát triển những sản phẩm lưu niệm chuyên biệt gắn với những giá trị đặc trưng của khu di tích. Mỗi sản phẩm lưu niệm đóng vai trò như một đại sứ thương hiệu nhằm lưu lại dấu ấn cho mỗi du khách tới đây. Qua các phương tiện thông tin đại chúng thì mình đã biết được rằng hôm nay Văn Miếu đã được mở cửa trở lại. Và khi bước chân đến đây thì mình cảm thấy là công tác chuẩn bị về phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chuẩn bị rất kỹ càng ngay từ khi vào cổng và đã được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách giữa mọi người với nhau khoảng 2 mét, và mình thấy rằng công tác chuẩn bị rất là tốt. Thì những người phụ trách cái khu triển lãm này họ đã rất chu đáo thể hiện lại những cái quá trình và quá trình lịch sử cũng như là cái tinh thần chiến đấu của những người cộng sản bị giam cầm ở trong cái nhà tù này. Tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò đang tổ chức trưng bày với chủ đề Khát vọng tự do, kể câu chuyện về những chiến sĩ kiên trung với cách mạng, với nhân dân. Tại đền Ngọc Sơn, khách du lịch cũng bắt đầu trở lại tham quan. Ngoài ra, nhiều chương trình đặc biệt khác cũng sẽ được tổ chức tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội nhằm thu hút du khách tới tham quan trong thời gian tới. Theo lãnh đạo của Sở Du lịch Hà Nội, tất cả các du khách đến tham quan đều được đeo khẩu trang và đáng chú ý, mỗi đoàn khách chỉ giới hạn số lượng 30 người.